Mommy xin chào mấy chị dễ thương của áo khoác Mommy ạ. Cái tình yêu ơi, chị nào đang online đi vào xem livestream của em đi nào. Mình vào mình cùng nhau săn hàng đồng giá 39k nha các chị nha. Rồi. Rồi tình yêu nào đã thấy Mommy like rồi chấm cho em một chấm để cho chị em chúng ta mình chào nhau rồi mình vào livestream nè các chị yêu nha. Em chào Thu Thủy ạ, xin chào Bích Trâm nè, xin chào mọi người. Em chào chị Trang Đan, Trần Đan, Thanh Đan nha. Xin chào Thanh Nga nè, xin chào các tình yêu của Mommy ạ. Rồi xin chào mọi người ơi vào vào đông đông đi nào. Để mà Mommy lên hàng mẫu áo khoác chống nắng ha. Và đặc biệt là ngày hôm nay Mommy về mẫu chống nắng hoa văn đã về lại rồi. Và ngày hôm nay đầu livestream là Mommy sẽ cho các chị săn hàng đồng giá 39 cho luôn nha. Rồi nhanh tay lẹ chân đi nào các tình yêu ạ. Rồi tình yêu nào đã thấy Mommy like rồi chấm Mommy một chấm nè. Em chào chị Phương Thảo Phạm ạ. Xin chào Hoàng Mai và xin chào mọi người. Xin chào Quỳnh Nhi luôn, xin chào mọi người ha. Không hồi nãy giờ hả? Rồi ok, bây giờ like nè các chị ha. Và hồi nãy giờ các chị đã đợi Mommy rồi cũng lâu lắm rồi đúng không ạ? Thì mấy chị vào đông đông đi nào. Và luật chơi của chúng ta là Mommy sẽ công bố liền luôn cho mấy chị luôn nha. Rồi đợi Mommy một tí xíu, Mommy share các bài trên hội nhóm rồi Mommy vào một livestream luôn nha. Bật nhạc lên livestream các chị yêu ha. Rồi nhanh tay đi các tình yêu ơi, Mommy chào 20 chị đang thấy Mommy like nè. Rồi Mommy chào chị Thiên Hương nè, chào chị Trang Đặng nè, Mommy chào Nghĩa Võ nè, Mommy chào Tuyết Trinh, Mommy chào Ngọ Nghĩa Võ ha. Rồi xin chào mọi người, bây giờ lên mẫu nha. Rồi bây giờ mình lên mẫu nào. Chờ Mommy bật cái bản nhạc rồi Mommy lên mẫu cho các chị xem nha. Thì ngày hôm nay Mommy về cái mẫu mà chất liệu cô tông dày dặn nhưng mà đều nó có hoa văn và nó hội tụ đầy đủ những chức năng mà chị em phụ nữ chúng ta đang cần. Thì ngày hôm nay chị nào muốn chống nắng thì mấy chị vào mấy chị săn cái mẫu này chống nắng cho em nha. Rồi lên thôi các chị yêu ha. Tối nay hy vọng sở hữu 39k chắc mà mừng xỉu săn mãi mà chưa được. Thì Mommy chỉ mấy chị rồi đấy mấy chị. Chị nào mà muốn săn hàng của Mommy rất là dễ. Mấy chị nè, mấy chị hiện tại là mấy chị cứ mời các chị đăng ký cho Mommy là 39k cộng màu cho Mommy. Comment liên tục, đừng có comment hết tại vì khi mà mấy chị comment hết á là sẽ bị ẩn comment của mình, Mommy không thấy. Thanh Nga chơi nữa được nha chị nha, thích thì mình săn thôi các chị ạ. Đây là luật chơi game nên chị nào thích thì mình vào mình chơi game nha. Rồi ok, chống nắng luôn, ok các tình yêu. Và luật chơi của chúng ta là rất là dễ các chị ha. Luật chơi của chúng ta là chị, các chị tham gia là mấy chị đã biết như thế nào rồi. Luật chơi của chúng ta là mấy chị chỉ cần chia sẻ một lần trên Facebook cá nhân công khai và 10 nhóm hội chợ, nhấn nút thích trang của Mommy là các chị đã hợp lệ rồi ha. Chơi riết rồi cũng trúng mà mấy chị ơi, đúng rồi Thanh Nga nói đúng rồi đó. Và đây là cái sự may mắn của mình. Và nói thật sự, cái chị làm theo lời mà Mommy hướng dẫn mấy chị comment liên tục. Đừng có để còn ẩn comment của mấy chị. Làm mấy chị dễ trúng lắm luôn. Comment muốn rụng tay luôn Mommy ơi. Nói thật là Phương Thảo Phạm ơi, Mommy khi mà Mommy thấy cái comment của chị ít lắm á. Tại vì khi mà các chị comment nó bị trùng á là nó sẽ bị ẩn comment mấy chị. Nên Mommy hướng dẫn cho mấy chị ngày hôm nay trúng nữa chắc em xỉu luôn. Biết có xỉu không? Ai biết đâu ngờ, ai biết là trong live này các chị sẽ săn được nào các chị yêu ha. Và chơi game với em là mấy chị phải đem phần quà về với mình là từ đêm tới đêm chứ không phải là không phải là chơi hoài mà không trúng đâu nha. Đó chấm chấm chấm, yêu các tình yêu quá trời luôn rồi. Rồi ok mấy tình yêu nè. Rồi bây giờ Mommy lên hàng nha các chị yêu nha. Thì ngày hôm nay Mommy mẫu này Mommy có 6 màu và đặc biệt một cái là mẫu này nó hội tụ đầy đủ những chức năng mà chị em phụ nữ chúng ta đang chấm cho thấy mà thấy nè. Ok chị Phương Thảo luôn, cảm ơn chị rất nhiều. Và tình yêu và hiện tại là các chị rất là dễ thương. Nói chung là ngày nào Mommy không tặng quà là ngày đó ăn ngủ không được mấy chị, ăn ngủ không được. Mua sale mà bao nhiêu vậy shop? Mua gì? Sale là bao nhiêu vậy shop?
bữa nay chị ghim trúng em đi, em chưa được trúng. Quỳnh Nhi ơi, comment nhiều vào. Rồi bây giờ thông báo luật chơi của chúng ta nha. Luật chơi của chúng ta là chia sẻ một lần trên Facebook cá nhân công khai và 10 nhóm hội chợ. Nhóm nút tích trang của Momiu là các chị đã họp lệ rồi ha. 400 lượt chia sẻ là chốt đơn đầu tiên và 600 lượt chia sẻ là chốt đơn lần 2, ok chứ? Và luật đây là luật chốt đơn của các chị ha. Chỉ còn mấy chị là chia sẻ cho Momiu 10 nhóm hội chợ thôi. Nhấn nút thích trang của Momiu và chia sẻ với chế độ công khai ở trang Facebook cá nhân của mình một lần. Đó là các chị đã họp lại luật chơi rồi đúng không ạ? Rồi, bao nhiêu đây là chia sẻ 400 lượt chia sẻ rất là nhanh. Đó, 4 và 34 chị nè, mỗi chị ở đây là chia sẻ cho Momiu 10 nhóm hội chợ thôi là rất là nhanh. Momiu chốt đơn rất là lẹ ha. Chị ơi, ghim em với ok luôn. Comment nhiều lắm mà sao không được, em mới bị ợn. Ờ đúng rồi, nhiều khi nó bị ợn á mấy chị. À, mấy chị chia sẻ cho Momiu nè, một lần trên Facebook cá nhân công khai và 10 nhóm hội chợ. Nhóm nút tích trang của Momiu là các chị đã họp lệ rồi. Còn chị nào, à, các chị vào đăng ký cho Momiu là 39k cộng màu cho em nha. Các chị đăng ký cho Momiu là 39k cộng màu cho em nha. Bây giờ Momiu đọc hết tất cả các màu rồi Momiu vào Momiu cho các chị săn ha. Rồi có bao nhiêu nhóm cứ trừ trên 30 nhóm hỏi nha. 30 nhóm đổ xuống thôi các tình yêu, 30 nhóm đổ xuống thôi. Momiu không có đề nghị mấy chị 30 nhóm đổ lên, tại vì 30 nhóm đổ lên là Facebook nó chặn mấy chị, tội nghiệp lắm. Đợi mình đợi mua áo khoác không nón mấy like rồi mà không thấy shop like. Lily ơi, áo khoác không nón á, mà Lily ở cuối livestream giùm Momiu ha, tại vì Momiu cũng còn có mấy cái thôi, hàng nó đang về. Rồi em nha, chị không hoài. À, rồi ok chị, rồi bây giờ Momiu đọc nè. Bây giờ là mình bắt đầu vào săn hàng đi mấy chị yêu nha. Rồi 39k màu vàng nè, mẫu này là hoa văn nha, 400 lượt chia sẻ là chốt đơn. 39k màu này là màu cam nè. Đó. Em chưa xinh quá. Dạ rồi chị, cảm ơn Thanh Thanh nha. Cảm ơn tình yêu của Momiu ạ. Rồi 39k màu này là màu này hiện tại là màu bơ. 39k màu này là màu ruốc. 39k màu tím môn. 39k màu này là màu hồ da các chị ha. Đồng giá 39k, đủ 400 lượt chia sẻ là Momiu và Momiu chốt đơn cho mấy chị ha. Ngày hôm nay Momiu chia thành hai giai đoạn chốt đơn. 400 lượt chia sẻ và 600 lượt chia sẻ luôn. Ước gì Momiu để ý một lần, bữa giờ bị ẩn hết miết à. Không thấy à, bị ẩn. Rồi, Nguyễn Tâm Khắc Linh ơi, biết đâu hôm nay chị lại được Momiu tặng quà. Sau này chị yên tâm đi với chị, tham gia livestream của Momiu, ngày này không tặng là ngày khác cũng được tặng hả mấy chị yêu ha. Và Momiu một ngày Momiu bật livestream live muốn nát mà live muốn lát cái fanpage luôn á mấy chị, tặng quà liên tục. Đấy, nên các chị cứ yên tâm đi nào, các chị chơi game với em là các chị sẽ nhận quà rồi các chị ha. Rồi ok nè, 39k màu vàng nha, 39k màu cam nè, 39k màu bơ nè, 39k màu ruốc, 39k màu môn và 39k màu da ha. Momiu sẽ mặc từng màu lừng màu cho mấy chị xem. À, mấy chị comment vào là được. Đúng rồi, Thanh Nga nó rút kinh nghiệm rồi đó các tình yêu ơi. Thanh Nga là rút kinh nghiệm rồi đó, rút kinh nghiệm cho bài học của mình được chọn đúng không ạ? Rồi, ok, nhanh tay lẹ chân đi nào. À, muốn săn hàng thì vào ở đây với em. Nhớ là chia sẻ cho Momiu là một lần trên Facebook cá nhân công khai và 10 nhóm hội chợ. Nhấn nút thích trang của Momiu là các chị đã họp lại luật chơi rồi. Các chị vào đăng ký cho Momiu là 39k cộng màu cho em nha. Rồi ok các tình yêu nè, đây. Đây là một cái em mà nó hội tụ đầy đủ những chức năng mà chị em phụ nữ chúng ta đang cần. Và đặc biệt với trời nắng như thế này, đây là chất liệu cô tông dày dặn, cầm nặng tay nhưng mà không hề bị nóng các chị ha. Và mẫu này là khoảng tầm 40kg độ lên và 60kg độ xuống là mấy chị mặc vừa. Đây là một em nè, đó, các chị nào lười mang khẩu trang, lười mang bao tay để các chị vào săn cái mẫu này cho em. Và Momiu đồng giá cho mấy chị là 39k để mà mấy chị trải nghiệm ha. Đặc biệt là những cái em hoa văn như thế này, nó tạo điểm nổi bật của một cái áo nhưng mà mấy chị mặc nó không có chán các chị ha. Và mẫu này là 40kg độ lên và 60kg độ xuống là mấy chị mặc vừa. Chị nào lười mang khẩu trang, lười mang bao tay thì mấy chị lấy cái mẫu này cho em nào, quá đẹp luôn các tụi này ơi. Và các chị chỉ còn là đeo mắt kính vô các chị đi thôi, các chị không có mất thời gian mấy chị mang khẩu trang, mang bao tay gì cả mấy chị. Đấy, đấy các chị ha. Mưa mặc cho các chị xem nè, 40kg độ lên và 60kg độ xuống là chất liệu cô tông đè dày dặn, cầm nặng tay ha. Momiu bao hàng mấy chị mặc mẫu này luôn. Và đặc biệt đây là chất liệu cô tông dày chứ không phải là chất liệu cô tông mỏng đâu các chị ha. Và đặc biệt đi với trời nắng lớn là mấy chị yên tâm là mấy chị
không có còn sợ nắng nó làm ăn da của mình. Và khi mà mấy chị đi ngoài nắng, mấy chị không có còn sợ nắng nữa các chị ha. Rồi và chỉ đồng giá là 39k thôi. Chị nào muốn trải nghiệm mấy chị vào đăng ký trong email là 39k cộng màu cho em nha. Đó, ngày hôm nay 400 lượt chia sẻ là bắt đầu chốt đơn sắp mặt luôn mấy chị. Đấy, nhanh tay lẹ chân thì còn. Và đủ 600 lượt chia sẻ là chốt đơn còn nhiều hơn cái 400 lượt chia sẻ nữa. Đó, nên chị nào ngày hôm nay mà muốn trải nghiệm sản phẩm của Momiu, và mấy chị chỉ còn là chia sẻ cho Momiu một lần trên Facebook cá nhân công khai và 10 nhóm hội chợ, nhấn nút thích trang của Momiu là các chị đã hợp lệ rồi ha. Rồi ngày hôm nay có 6 màu và chơi sọc sàng với nhau luôn các tình yêu ơi. Và màu nào cũng đẹp mấy cả các chị ha. Đây là em hoa văn cực đẹp và hàng này là hàng hiếm bên Momiu nè. Đó, hàng này là nó mới về ngày hôm nay về lại luôn. Momiu lấy lên Momiu like cho mấy chị ha. Rồi đồng giá là 39k luôn các chị. Nhanh đi nào, tăng lượt view lên đi mấy chị. Đủ lượt chia sẻ mới chốt đơn nha. Còn không đủ chia sẻ là Momiu không có chốt đơn được nha các chị yêu ha. Và ngày hôm nay rất là dễ luôn mấy chị. Mấy chị săn hàng rất là dễ. Làm theo các... Nói nghe là mấy chị comment liên tục với em. Đừng có để nó ẩn comment của mấy chị. Momiu khó chốt đơn lắm các tình yêu ơi. Đấy các tình yêu nè. Đấy các chị nè. Đấy 40kg độ lên và 60kg độ xuống là mấy chị mặc vừa. Đây là màu cam nha các tình yêu ha. Đây là màu cam. Chị nào thích cái màu cam mấy chị vào đăng ký cái màu cam cho em. 40kg độ lên và 60kg độ xuống là mấy bao mà hàng mấy chị mặc luôn nha. À, và ngày hôm nay Momiu dành 20 phút để mà Momiu chốt đơn cho mấy chị nè. Và 20 phút mà 400 lượt chia sẻ là Momiu chốt đơn cho mấy chị nhanh và liền ha. Đó, nên các chị theo dõi lượt chia sẻ báo Momiu vào chốt đơn cho các tình yêu luôn. Đó, mẫu này là Momiu nhiều nhất là 6 túi mấy chị ha. Mẫu này Momiu ra túi rất là nhiều luôn. Và túi này mấy chị đựng tiền hay là mấy chị đựng điện thoại đâu, không có sợ bị móc túi hay là bị móc điện thoại gì cả. Nó yên tâm lắm các tình yêu ơi. Và túi ngoài là có dây kéo cho các chị luôn. Mẫu này là túi từ A tới Z. Túi rất là nhiều túi, mấy chị tha hồ đựng đồ luôn. Và chỉ đồng giá là 39k thôi. Đấy, nên các tình yêu nào muốn trải nghiệm thì vào đăng ký trải nghiệm nha. Tại vì mẫu này Momiu không có giá 39k, nhưng mà tại vì Momiu làm game lên để mà Momiu tặng đến các chị và đem đến khách hàng của mình trải nghiệm sản phẩm bên em nha. Rồi nhanh tay lẹ chân thì còn và chậm tay hết nào các tình yêu, tăng lượt view lên đi các chị, để mà Momiu được phép ngày hôm nay tặng quà cho các chị nha. Rồi nhanh tay lẹ chân lên các tình yêu nha. Đây là màu bơ nè mấy chị, là một tông màu khi mà mấy chị mặc lên nó tôn dáng tôn da lắm các chị nha. Màu bơ này là luôn luôn cháy hàng bên cửa hàng của em. Đó, nên các chị nào ngày hôm nay yêu màu bơ thì vào đăng ký cái màu bơ cho em ha. Cái màu bơ này rất đẹp, Momiu đứng xa cho mấy chị xem nè. Trời ơi, mặc lên nó trắng tinh luôn mấy chị yêu ha. Đó, 40kg độ lên và 60kg độ xuống là mấy chị mặc vừa nè. Đấy, em này là màu bơ nè mấy chị, rất là đẹp. Mong em xoay một vòng cho mấy chị xem luôn. Và đặc biệt, mẫu này chị nào lười mang khẩu trang, lười mang bao tay thì mấy chị lấy cái mẫu này cho em ha. Tại vì cái mẫu này đặc biệt một cái là mấy chị nè, hay mà mấy chị lười mang khẩu trang, mấy chị chỉ còn là mấy chị kéo dây kéo lên thôi, mấy chị đội nón và mấy chị phủ cái tay là mấy chị lái xe đi thôi. Chị nào mà hay đưa con đi học mà mình không có thời gian để mà mình chăm chút da thì các chị mua cái mẫu này về cho em, 39k để mà các chị trải nghiệm đưa con đi học để mà bảo vệ da mấy chị ha. Phụ nữ chúng ta nhớ nè, nhất dán nhì da, dán chúng ta không đẹp thì da chúng ta phải đẹp các chị nha. Đấy, ở đây là cái điều nó thật. Momiu là dán Momiu đâu có đẹp đâu, dán Momiu không có đẹp, nhưng mà được cái đi ra ngoài đường á, hay bảo vệ da là khi mà nắng quá á, sợ nắng sẽ làm sạm da mình thì hay mặc áo khoác lắm. Bởi nên Momiu yêu áo khoác và Momiu chỉ like chập trung về áo khoác cho các chị thôi. Và Momiu biết cảm nhận của các chị là muốn bảo vệ da, nên Momiu để mà Momiu bảo vệ da các chị là Momiu ra những mẫu áo khoác như thế này để mà bảo vệ da cho các tình yêu của Momiu ha. Rồi ok, nhanh tay đi nè có chị, 400 lượt chia sẻ và vào chốt đơn để không tụt năng lượng nào. Đấy, chốt đơn để cho nó nóng là khuấy động game này các chị ha. Tại vì còn 600 lượt tôi chia sẻ để mà Momiu chốt đơn lần 2 cho mấy chị nữa. Mấy chị phải làm đúng luật chơi Momiu mới chốt đơn được, còn không đúng luật chơi là không có chốt đơn được. Tại vì đây là luật chơi game mình đưa ra là mình phải chơi được nó ha, mình phải đạt được nó mấy chị hiểu ha. Đó, để mà mình nhận quà bên em và phải cán mức được nhận quà bên em nha. Ngày nào không tặng quà mấy chị là ngày đó ăn cơm không được, ngủ nguyên. Rồi ok, lên hàng đi các tình yêu ơi. Rồi em này là màu ruốc đây các chị. Đấy, 40kg độ lên và 60kg độ xuống là mấy chị mặc vừa. Chị nào thích cái tông màu ngọt ngào, tông màu nhã nhặn thì mấy chị lấy cái màu ruốc cho em ha. Tại vì mẫu này Momiu về có số lượng có hạn mấy chị. Đấy, nên các chị nào mà nhanh tay lẹ chân mình đăng ký cho Momiu là 39k cộng màu cho em. Chia sẻ một lần trên Facebook cá nhân công khai và 10 nhóm hội chợ, nhấn nút thích trang của Momiu là các chị đã hợp lệ rồi. Nhanh tay lẹ chân thì còn và chậm tay thì hết nha. Momiu cũng gán là chia sẻ với các chị luôn nè.
Mermil cũng gán là chia sẻ với các chị để mà tăng cái lượt view lên, để mà đầy đủ cái lượt view. Mermil chúc đơn cho các tình yêu của Mermil nha. Rồi nhanh tay lẹ chân đi các tình yêu ơi, ngày hôm nay các chị bỏ lỡ cái mẫu này là tiếc cho xem luôn. 39k thôi các chị ha. 39k mà mấy chị chỉ cần bỏ ra 2 giây thôi, mấy chị chia sẻ livestream là mấy chị sẽ săn hàng rất là dễ luôn. Rồi nhanh tay lẹ chân mình lên đơn hàng đi các tình yêu ơi. Đấy. Và bây giờ là 236 lượt chia sẻ rồi, vải đẹp lắm, em giặt không bị xù lông. Dạ, mẫu này là Mermil bao hàng mấy chị luôn mấy chị. Mẫu này là mẫu của Mermil, là cô tông của Mermil, là Mermil bao hàng mấy chị giặt luôn. Yên tâm không có bị xù lông đâu mấy chị. Và hàng của Mermil là mấy chị đã rồi, nói thật. Mấy chị mua 39k mấy chị mặc 2 năm chưa bị hư nữa đó. Rồi ok lên đi các chị, 236 lượt chia sẻ rồi. Chỉ còn là 100 lượt chia sẻ nữa thôi là chị em mình chốt đơn rồi nha. Rồi lên đi các tình yêu ơi. Lên là lên luôn. Rồi nhanh tay lẹ chân thì còn, và chậm tay thì hết nào các chị. Và ngày hôm nay là 236 lượt chia sẻ rồi, tăng cái lượt view lên đi nào. Mermil cũng ráng là chúc đơn chia sẻ livestream để mà được 400 lượt chia sẻ, để mà Mermil được phép chúc đơn cho mấy chị 39k để mà mấy chị nhận hàng bên em nha. Và mẫu này là khoảng tầm 40kg độ lên và 60kg độ xuống là mấy chị mặc vừa nè. Rồi em này là em màu rút nha các chị nha. Chị nào thích cái em màu rút thì các chị vào đăng ký cái em màu rút cho em nè. Các chị nhiệt tình lên đi nào, các chị ơi nhiệt tình lên để Mermil chốt đơn cho các chị ha. Rồi Mermil lên màu nữa nha, đây là màu môn đấy các chị. Rồi ok lên là lên, 300 lượt rồi, chỉ còn 100 lượt nữa thôi, chốt đơn các tình yêu nha. Rồi lên là lên luôn. Ngày hôm nay Mermil chia thành hai lần chốt đơn. 400 lượt chia sẻ là Mermil chốt đơn lần 1 cho mấy chị, 600 lượt chia sẻ là Mermil chốt đơn lần 2 cho mấy chị. Đó. Ok, gọi tên tớ một lần Mermil ok. Mermil chào tình yêu Phương Thảo Phạm, chào tình yêu Phương Thảo Phạm nha, gọi hoài luôn cho biết. Dễ thương quá trời. Rồi ok các tình yêu nè. Rồi lên là lên là lên là lên luôn. Rồi chia sẻ nhiệt tình đi các chị. Còn 100 lượt chia sẻ nữa thôi là Mermil chốt đơn cho mấy chị rồi. Và đây là màu, cho sao nó tối quá vậy ta, đợi em một chút xíu. Đây là màu môn đấy các chị, đây là màu môn nha. Đó, ok, lên một lần luôn nha Mermil. Rồi. Đây là màu môn nè, tình yêu nào thích cái màu môn các chị vào đăng ký cái màu môn cho em ha. Ok, chào Thanh Nga nè, mạng nhà em hơi bị chập chờn. Ok, chị thấy Thanh Nga rồi, thấy comment của Thanh Nga nhiều lắm nha. Rồi ok, tăng cái lượt view lên đi các chị, tăng lượt view lên nào. 100 lượt chia sẻ nữa thôi, mỗi chị 10 chị là chia sẻ cho Mermil 10 nhóm hội trợ là lên 400 lượt chia sẻ rất là nhanh. Mermil vào Mermil chốt đơn cho các chị, không có đợi lâu nè. Rồi, nhanh đi các tình yêu ơi. Ngày hôm nay là mình phải chơi sập sàn nha. Và mẫu này đẹp lắm mấy chị, mẫu này là bên hàng hot bên Mermil luôn á. Hàng về đợt nào là Mermil cháy hàng liên tục luôn. Thì ngày hôm nay mẫu này Mermil đem vào trong game này, Mermil cho các chị trải nghiệm đồng giá là 39k để mà các chị cảm nhận sản phẩm bên em. Cái thứ hai là Mermil cảm ơn khách hàng của Mermil đã tham gia livestream của Mermil từ hồi đầu đến bây giờ. Và ngày hôm nay chị nào mà chưa có sản phẩm này, các chị vào đăng ký cho Mermil với cú pháp là 39k cộng màu, chia sẻ cho Mermil một lần trên Facebook cá nhân công khai. Mermil chào chị Phạm Hằng nè. Mermil chào chị Trang Nguyễn nha, thấy Trang Nguyễn rồi. Đó, chia sẻ cho Mermil một lần trên Facebook cá nhân công khai và 10 nhóm hội chợ. Nhấn nút thích trang của Mermil là các chị đã hợp lệ luật chơi rồi đúng không ạ? Rồi nhanh tay đi nào. Rồi nhanh tay đi các tình yêu ơi. Và bây giờ mình phải chơi hết mình đi nào. Rồi 39k, chị nào chưa có mẫu này các chị vào đăng ký cho Mermil ha. Ngày hôm nay là Mermil mẫu này Mermil có 6 màu luôn các chị. Mẫu này Mermil có 6 màu. Đó nhanh tay đi nào mấy chị, xem là đủ 400 lượt chia sẻ chưa ạ? Mấy chị xem giùm Mermil là đủ 400 lượt chia sẻ chưa các chị, để Mermil được vào chốt đơn cho mấy chị nè. Mấy chị xem giùm em là đủ 400 lượt chia sẻ chưa ạ? Mermil vào Mermil chốt đơn cho mấy chị nhanh vào liền, không có đợi lâu nè các tình yêu ơi. Đó, nhanh lên các tình yêu ạ. Và ngày hôm nay Mermil sẽ chơi sập sàn với các chị luôn. Rồi, mẫu này là 39k, màu này là màu hoa văn nha các chị ha. Đó, ngày hôm nay hoa văn. Đây là màu da nè, tình yêu nào thích cái màu da các chị vào đăng ký cái màu da cho em nè.
40kg đổ lên và 60kg đổ xuống là mấy chị mặc vừa. Và đặc biệt chị nào lười mang khẩu trang, lười mang bao tay thì mấy chị lấy cái mẫu này cho em. Và cái mẫu này là được Mermil đặt dợt theo tiêu chuẩn là tăng cường khả năng chống nắng. Khi mà mấy chị đi với nắng lớn thì mấy chị sẽ không còn lo lắng khi mà nắng sẽ làm rát da của các chị ha. Và chỉ đồng giá là 39k thôi. Nhanh tay thì còn và chậm tay thì hết nha. Ngày hôm nay là mình chơi sập sàng với nhau luôn. Ở Mermil sẽ đưa. Rồi, comment nhiều vào đi Quỳnh Nhi ạ. Rồi, 365 lượt chia sẻ rồi các chị. Nhanh đi nào, còn 35 lượt chia sẻ nữa. Mermil vào, Mermil chốt đơn cho mấy chị cho. Hứa danh dự luôn. Và 600 lượt chia sẻ là chốt đơn lần 2 các chị ha. Đó, nên các chị nào đạt được cái mức chốt đơn lần 1, Mermil vào, Mermil chốt cho mấy chị nè. Và ngày hôm nay Mermil sẽ đưa lên cho các chị xem nè. Chỉ còn 35 lượt nữa thôi mấy chị. Mermil vào, Mermil chốt đơn cho các tình yêu nha. Rồi nhanh đi nào, bây giờ chuẩn bị chốt đơn luôn nè. Nhanh đi các tình yêu ơi, chia sẻ nhiệt tình vào. 400 lượt chia sẻ rất là dễ luôn. Bây giờ các chị chia sẻ nó đi, 35 lượt là chỉ 3 người chia sẻ 10 nhóm hội chợ nữa thôi là nhanh tay lẹ chân luôn. Rồi bây giờ là chuẩn bị nha. Rồi nhanh tay lẹ chân thì còn và chậm tay thì hết nào. Rồi nhanh tay lẹ chân thì còn và chậm tay hết nha. Ok, Mermil thấy comment của chị Phương Thảo Phạm rồi nha. Rồi ok mấy chị ơi, nhanh tay lên nào. Các chị theo dõi cho Mermil là 400 lượt chia sẻ là Mermil bắt đầu chốt đơn cho các chị không. Rồi nhanh tay lẹ chân nè các chị. 39k màu cam gạch, 39k màu bơ ha, 39k màu vàng nè. Trời ơi, nhiều lạch nhiều tông màu à, sặc sỡ rất là đẹp luôn. Rồi còn 10 lượt chia sẻ nữa thôi các chị, 10 lượt chia sẻ nữa thôi. Mermil vào, Mermil chốt đơn cho mấy chị ha. 39k màu ruốc nè, 39k màu tím môn nè, và 39k màu vàng các chị ha. Rồi còn 10 lượt chia sẻ nữa thôi nè. Còn 10 lượt chia sẻ nữa thôi. Mermil vào, Mermil chốt đơn 39k cho mấy chị. Tăng lượt view lên đi các chị nha. Tăng lượt view lên nào. Để Mermil được phép Mermil chốt đơn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Rồi nếu mà ngày hôm nay mà không đủ 50 lượt là Mermil giảm cái lượt chốt đơn lại đó các chị ha. Rồi ok, Mermil chào chị Hoa Bất Tử nè. Thì ngày hôm nay sau khi Mermil chốt đơn xong, Mermil sẽ chia thành hai lần chốt đơn. Lần đầu tiên là 400 lượt chia sẻ là chốt đơn lần 1. Lần thứ hai là 600 lượt chia sẻ đạt được 100 lượt người xem là Mermil chốt đơn lần 2. Bởi nên các chị để tăng lượt view lên nào, 50 lượt người xem, 400 lượt chia sẻ là Mermil chốt đơn lần 1 cho mấy chị nha. Nếu mà không được 50 lượt người xem là Mermil giảm lại phần quà đấy. Đó nên các chị nhớ nè, 50 lượt người xem là Mermil mới tăng phần quà lên nha. Mà không đủ 50 lượt người xem là Mermil giảm phần quà các chị lại. Đấy nên cái mình mới công bằng các chị nha. Rồi ok, tình yêu ơi chắc đủ 400 lượt chia sẻ nào. Lên 4 lượt người xem nữa đi, Mermil chốt đơn cho mấy chị nè. 49 rồi, 50 cho mình đi nào. 50 cho Mermil đi các chị, 50 lên cho Mermil nha. Rồi ok, 48 luôn, còn 2 chị nữa thôi. 50 lên Mermil chốt đơn cho các tình yêu luôn nè. Bây giờ là chắc đủ là 400 lượt chia sẻ rồi đó. Các chị xem giùm Mermil là bao nhiêu lượt chia sẻ rồi để Mermil chốt đơn cho các tình yêu luôn. Hồi nãy 55 lượt người xem, bây giờ tuột nữa rồi. Rồi ok, Trang Đặng tăng lên đi nào, tăng lên để Mermil chốt đơn cho mấy chị luôn. Còn 3 người xem nữa thôi, còn 2 người xem nữa thôi à. 50 người xem đi các chị, lên đi nào. Để mà Mermil cán mức luật chơi. Ok, 50 rồi. Rồi bây giờ vào chốt đơn nè các tình yêu ơi, lên. Chắc đủ 400 lượt rồi đó. Rồi ok nha. Đó, Mermil nói về luật chốt đơn của mình rồi nha. Lượt chốt đơn của mình là mấy chị biết rồi, 400 lượt chia sẻ là 50 lượt người xem là Mermil chốt đơn lần 1 cho mấy chị. 100 lượt người xem, 600 lượt chia sẻ là Mermil chốt đơn lần 2 cho mấy chị ha. Thì bây giờ Mermil chuẩn bị chốt đơn lần 1 cho các tình yêu để mà mình có năng lượng mình tham gia livestream tiếp nha. Đó, ngày hôm nay là chốt chia ra nhiều giai đoạn vậy các chị để chinh phục cho nó dễ nè. Rồi ok, chuẩn bị vào chốt đơn nè. Thì ngày hôm nay chị nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ nha. Ok Minh Phạm rồi, ok bây giờ chốt đơn nè các chị. Và chị nào chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ nha. Đợi khi mà Mermil chốt đơn cho mấy chị á, mà mấy chị chia sẻ tiếc lắm nha mấy chị ha. Tại vì khi mà mình được chốt đơn rồi, mình được nhận quà 39k mà mình không hợp lệ bỏ phần quà tiếc lắm nha. Ở đây là Mermil lúc nào Mermil cũng muốn là mấy chị trải nghiệm phần quà bên em để làm gì, để mà mấy chị cảm nhận sản phẩm bên em ha. Rồi ok, bây giờ Mermil xin phép là Mermil chốt đơn cho mấy chị nè. Mermil xin lướt màn hình, sau rồi Mermil chốt đơn lần một xong. Và Mermil chờ đợi, khi trong khi chờ đợi là Mermil sẽ xin phép mấy chị 10 phút. Mermil nói
cái sản phẩm này dành cho những chị nào có nhu cầu muốn trải nghiệm và dành những cái phần quà này tặng cho mấy chị trong live này luôn. Rồi ok, các chị chuẩn bị nha. Đó nên Momiu xin phép mấy chị rồi. Thì bây giờ tình yêu chúng ta mình chốt đơn với nhau nè. Bây giờ Momiu chốt đơn nha. Rồi chuẩn bị chưa các chị? Rồi tình yêu nào ngày hôm nay? Các chị nào ngày hôm nay đây? Rồi tình yêu nào ngày hôm nay sẽ được Momiu chốt đơn là đầu tiên. Ok. Momiu xin chúc mừng chị. Momiu xin chúc mừng chị Nguyễn Tâm Khắc Linh nha. Momiu xin chúc mừng chị Nguyễn Tâm Khắc Linh nè. Trời ơi sao ghim bảo không được vậy trời. Nói nghe nè, Momiu xin chúc mừng chị Nguyễn Tâm Khắc Linh nè. Nguyễn Tâm Khắc Linh Momiu không có ghim được các chị ơi. Mạng nó bị delay rồi hay sao á, không có ghim được. Momiu chúc mừng chị Nguyễn Tâm Khắc Linh nha. Nguyễn Tâm Khắc Linh chụp hình lượt comment của mình, gửi inbox cho Momiu nhận hàng 39k giùm em nha. Ở đây Momiu không có ghim được chị Nguyễn Tâm Khắc Linh nè. Ở đây Momiu không có ghim được chị Nguyễn Tâm Khắc Linh. Chị Nguyễn Tâm Khắc Linh có nghe Momiu nói rõ không ạ? Nguyễn Tâm Khắc Linh chụp hình lượt comment của mình, gửi inbox cho Momiu nhanh đi các chị. Không có ghim được chị Nguyễn Tâm Khắc Linh nè, kỳ vậy ta. Chắc chị này qua dòng phủ sóng rồi hay sao á. Rồi Nguyễn Tâm Khắc Linh chụp hình lượt comment của mình, gửi inbox cho Momiu nhận hàng 39k các chị nha. Rồi bây giờ Momiu xin phép là Momiu chốt thêm một chị nữa. Rồi mình dừng cái chốt đơn lần 1 ở đây nha. Đợi 100 lượt người xem ha, 600 lượt chia sẻ là bắt đầu mình chốt tiếp ha. Rồi ok bây giờ chốt nào, Nguyễn Tâm Khắc Linh chụp hình lượt comment của mình đi chị. Trời ơi cái bà không có ghim bà được các chị, các tình ta. Rồi ok, Nguyễn Tâm Khắc Linh chụp hình lượt comment của mình đi các chị nha. Rồi bây giờ Momiu xin phép chốt thêm một chị nữa nè. Nguyễn Tâm Khắc Linh còn ở đây thì vào đăng ký cho, vào chụp hình lượt comment của mình, gửi inbox cho Momiu nhận hàng 39k giùm em nha, mỏi cổ quá rồi. Rồi ok, bây giờ chốt thêm nữa nè. Chốt thêm một chị nữa là Momiu xin phép là dừng livestream ở đây lần 1 nha. Lên 100 lượt người xem Momiu chốt lần 2 cho các chị tình yêu luôn. Rồi bây giờ chuẩn bị nha. Rồi, Momiu xin chúc mừng. Momiu xin chúc mừng chị nào đây? Momiu xin chúc mừng chị. Đâu rồi, nó lên cái khác rồi. Momiu xin chúc mừng chị Kim Vân nè. Momiu xin chúc mừng chị Kim Vân nè. Chị Kim Vân chụp hình lượt comment của mình, gửi inbox cho Momiu nhận hàng 39k giùm em nha. Momiu Kim Vân chụp hình lượt comment của mình, gửi inbox, gọi inbox về cho Momiu nhận hàng 39k giùm em với. Rồi trong thời gian chốt đơn lần 1, Momiu sẽ đợi chốt đơn lần 2 và mình dừng lại cái chốt đơn lần 1 ở đây các chị ha. Đó các chị cứ việc chia sẻ đi nào. 100 lượt người xem, 600 lượt chia sẻ Momiu chốt đơn lần 2 cho các tình yêu nha. Thì ngày hôm nay Momiu xin phép các chị là Momiu xin giới thiệu cái mẫu này để dành cho những chị nào có nhu cầu muốn trải nghiệm sản phẩm em chống nắng này, và đặc biệt là cái mẫu mà chống nắng hoa văn như thế này rất là đẹp, hoa văn như thế này. Và ngày hôm nay Momiu dành tặng 10 phần quà cho những chị này trong livestream ngày hôm nay nha. Đó nên các chị nào nhớ là các chị nào mà ngày hôm nay chưa được nhận quà của Momiu thì ở lại đây mình cùng săn hàng với Momiu ha. Rồi ok, Kim Vân nè, Kim Vân chụp hình nè, ôi chật nữa rồi. Rồi ok chị Anh Ngọc, bây giờ tới Momiu nè, lại trượt nữa rồi. Rồi mẫu này hiện tại là Momiu có giá bán là 259k. Đó, mẫu này coi Momiu có giá bán là 259k. Và trong livestream ngày hôm nay Momiu đấy, nghe Thanh Nga nói chưa? Dạ có màu không? Dạ có. Mẫu này hả? Mẫu này Momiu có màu, Momiu chỉ còn có 4 cái màu thôi. Momiu chỉ còn những cái màu hoa văn như thế này các chị ha. Và mẫu này ngày hôm nay 259 mà Momiu dành phần quà cho 10 chị. Ngày hôm nay là trong livestream này và đăng ký theo cú pháp cho Momiu là 189k cộng màu cộng số điện thoại cộng số ký cho Momiu là có đơn hàng mấy chị ha. Rồi ok, cảm ơn chị Phương Thảo Phạm nha. Đấy các chị, ngày hôm nay mình không trúng, ngày mai mình sẽ trúng nào. Và Momiu chỉ mấy chị cứ làm theo cái luật của cái luật chơi của Momiu là mấy chị dễ trúng lắm. Rồi ok các chị ha. Và hiện tại mẫu này có giá là 259k. Nhưng mà ngày hôm nay Momiu giảm cho 10 chị đăng ký với cú pháp là 189k cộng màu cộng số điện thoại cộng số ký cho Momiu là có đơn hàng mấy chị ha.
đồng giá 189 k luôn. Chị nào nhanh tay đăng ký thì còn, và chậm thì hết. Mơ Miu chỉ dành cho 10 chị trong vòng 15 phút giờ vàng này các chị yêu ha. Và mẫu này Mơ Miu chỉ dành cho 15 phút các chị này luôn. Mẫu này là Mơ Miu free size nha các chị yêu ha. Mẫu này là Mơ Miu free size, khoảng tầm 40kg độ lên và 60kg độ xuống là mấy chị mặc vừa. Đấy, nên các tình yêu nào mà chưa có mẫu này các chị vào đăng ký cho Mơ Miu nè. Và đặc biệt em này nó hội tụ đầy đủ những chức năng mà chị em phụ nữ chúng ta đang cần. Và mẫu này là có màu không bạn An Ngọc ơi, màu Mơ Miu hết rồi, Mơ Miu chỉ còn cái mẫu này mới về thôi. Mơ Miu chỉ cái mẫu hoa văn này mới về, và chất liệu cô tông nó cũng y như màu, nhưng mà nó phối chung những cái hoa văn này rất là đẹp các chị hiểu ha. Rồi ở 189k màu vàng nè, ở 189k màu bơ nha, 189k màu này là màu cam gạch, 189k màu này không thích hoa văn, 189k màu này là màu hồng, màu này đặc biệt là màu tím môn các chị ha, 189k màu này là màu ruốc các chị, và đồng giá 189k luôn. Mơ Miu chốt cho chị xì trâm màu cam nè. À, anh Ngọc ơi, một tí xíu đi anh Ngọc, tại vì Mơ Miu cũng còn hai ba cái màu gì đó, đợi tí xíu đi Mơ Miu cho các chị xem cái mẫu này xong rồi Mơ Miu lên cái màu cho nha. Rồi ok. Tăng cái lượt view lên đi chứ, cái gì mấy chị giảm lượt view rồi, Mơ Miu không có chút đơn tiếp, mấy chị tăng cái lượt view lên để Mơ Miu chút đơn hàng cho mấy chị tiếp nào. Rồi ok mấy chị nè. Rồi ngày hôm nay quá rẻ luôn các tình yêu ơi, và một mẫu nó hội tụ đầy đủ những chức năng mà chị em phụ nữ chúng ta đang cần, nên chị nào ngày hôm nay bỏ lỡ cái mẫu này tiếc lắm nha, bỏ lỡ mẫu này tiếc lắm mấy chị đấy. Chị nào lười mang khẩu trang, lười mang bao tay thì mấy chị lấy cái mẫu này cho em. Tại vì cái mẫu này mấy chị biết không, cô tông là cô tông rất là dày dặn, cầm nặng tay, nhưng mà được Mơ Miu đặt dọt theo tiêu chuẩn là tăng cường khả năng chống nắng. Khi mà mấy chị đi với nắng lớn như thế này là mấy chị sẽ không có còn, nó sẽ không có còn làm mình bị rát da hay là mình còn sợ nắng nữa. Thì cái mẫu này em bao hàng mấy chị mặc đi luôn. Ok, chốt cho chị tròn đen nè, 189k màu cam nha. Và ngày hôm nay Mơ Miu mẫu này Mơ Miu có 6 màu. Chị nào thích cái màu nào các chị vào đăng ký cho Mơ Miu là 189k các chị ha. 189k, 259 mà Mơ Miu giảm cho mấy chị, chỉ còn 189k thôi. Đây là em màu ruốc nè các chị. Em này là em màu ruốc nha. Mơ Miu dành cho 10 chị đăng ký trong vòng 15 phút. Đó, nên các chị nào muốn các chị nào đăng ký nhanh đi với cú pháp là 189k để mà mình trải nghiệm sản phẩm anh em nha. Tại vì cái mẫu này là mời các chị đi nắng là vô tư luôn. Ok, chị cao 1m7 nặng 60kg mặc vừa nha chị Thanh Thanh nha. Chị cao 1m7, chị nặng 60kg là chị mặc cái form này thoải mái luôn á chị. Tại vì nó phù hợp với dáng của chị nè, 1m7 mấy chị mặc lên nó không có ngắn đâu ạ. 1m7 là 60kg là mặc lên vừa vặn đẹp luôn các chị yêu ha. Đấy 40kg độ lên mà 60kg độ xuống, mấy chị mặc cái em này cho em quá đẹp luôn mấy chị. Chị nào mà các chị mà lười mang khẩu trang, lười mang bao tay thì mấy chị lấy cái mẫu này cho em ha. Rồi ok anh Ngọc nè, chốt cho chị màu vàng nha. Cho em xem túi đi các chị. Ok các chị luôn, đây nè mấy chị. Đấy, các chị mới muốn xem mấy túi mà mình cũng cho mấy chị xem luôn. Và đặc biệt khi mà những chị mà rồi đây nè, túi nè các chị. Đây, túi nè các chị nhìn xem nè. Các chị bỏ tiền là vô tư luôn ha. Đó, các chị bỏ tiền là vô tư. Đây là túi trong nè, túi trong hai lớp luôn các chị ha, để điện thoại màn hình to là vô tư. Mơ Miu chốt cho Trang cộng màu cộng số đi bạn ơi, cảm ơn Trang Đặng nha. Vụ bán hàng với Mơ Miu luôn. Và những cái mẫu này chị nào lười mang khẩu trang, lười mang bao tay, mấy chị mặc vào mấy chị đeo mắt kính là mấy chị đi thôi. Không có cần thiết là mình phải tốn thời gian mang mắt kính, tốn thời gian mang khẩu trang, tốn thời gian mang bao tay nữa các chị ha. Và chỉ là đồng giá 189k quá rẻ luôn các tình yêu ơi. Ngày hôm nay Mơ Miu dành tặng cho 10 chị để mà các chị trải nghiệm với giá là 189k nha. Tại vì khi mà các chị qua cửa hàng bên Mơ Miu hay là mấy chị mua trên fanpage đều với giá là 259k. Nên các chị ngày hôm nay hu em nhận được quà rồi nha. Mơ Miu phải nói là bá cháy quá đẹp. Cảm ơn Suri Đặng nha. Rồi Suri Đặng nhận được quà rồi. Mơ Miu cảm ơn Suri Đặng rất là nhiều. Khi mà các chị nhận hàng của Mơ Miu mà đẹp á, Mơ Miu rất là vui các chị đấy. Nhớ là cho em lời feedback trên fanpage để mà Mơ Miu có động lực phục vụ mấy chị nhiều hơn nha. Rồi ok các tình yêu nè. Rồi nhanh tay lẹ chân thì còn, và chậm tay thì hết các chị. Ok, hôm nay bận giờ mới vô xem chia sẻ cho Mơ Miu được nè. Cảm ơn chị Suri Đặng nha, dễ thương quá trời. Rồi ok các chị nào thích cái mẫu này các chị vào đăng ký đi các chị. Ngày hôm nay mẫu này đẹp lắm mấy chị ơi, và bỏ lỡ cơ hội này tiếc lắm nha. Đấy, cái mẫu này nè, chị nào lười mang khẩu trang. Ok, chốt cho chị Thanh Thanh màu bơ, chốt cho chị màu bơ ha. Bây giờ mặc màu bơ cho xem. Đây là màu ruốc nè, tình yêu nào thích cái màu ruốc thì vào đăng ký cái màu ruốc cho em nha.
cho mình xem màu đi bạn Anh Ngọc hả? Rồi đây nè, lên màu luôn. Màu là mơ miêu còn có 4 màu nha. Màu là mơ miêu còn có 4 màu, mỗi màu mơ miêu chỉ còn một cái thôi. Tại vì còn có một cái à. Mẫu này cũng vậy, mẫu nào cũng còn có một cái duy nhất nên không có dám đem lên lại. Rồi ok chị luôn, Anh Ngọc nè, đây là màu nè. Đây là mơ miêu còn 4 màu nha. Mơ miêu còn 4 màu, cái màu nè. Và giá của nó là các chị, để phân biệt mà dễ chốt đơn cho mấy chị á, nên mấy chị vào đăng ký cho mơ miêu ha, 259, bao nhiêu giảm cho mấy chị chỉ còn là 190k. Tại vì đáng lẽ ra còn 180k, 189k, nhưng mà tại vì trùng với mẫu kia mơ miêu sợ lộn mấy chị, thì cái này mình phân biệt là 190k cho dễ chốt đơn nha. Đấy đấy, nên các chị thông cảm giùm cho mơ miêu ha. Đó, tại vì hai mẫu nó trùng giá với nhau và nó cô tông giống nhau và chất liệu nó giống nhau, nó chỉ khác về hoa văn thôi. Nhưng mà mơ miêu sợ lộn giá với mấy chị á, mấy chị đăng ký cho mơ miêu là 190k giùm em nha. Rồi, mẫu này có giá là 259k nhưng mà mơ miêu giảm cho mấy chị chỉ còn là 190k thôi. Thì chị nào ngày hôm nay đăng ký với cú pháp là 190k cộng màu cộng số điện thoại cộng số ký cho mơ miêu. Tại vì mẫu này mơ miêu chỉ còn 4 màu duy nhất và 4 cái duy nhất thôi. Đó nên 4 người chị nào mà muốn đăng ký cái màu này, mấy chị vào đăng ký cho mơ miêu ha. Đó, ngày hôm nay là mơ miêu chỉ còn những cái màu này thôi các chị. Chị nào đăng ký nhanh tay thì còn và chậm tay thì hết nha. 4 màu 4 cái duy nhất mấy chị nha. Tại vì màu là mơ miêu hết hàng luôn rồi, không biết khi nào về hàng nữa. Rồi, đấy, đây là màu vàng đây mấy chị. Và đặc biệt em màu vàng này khi mà mấy chị phối đồ lên rất là đẹp luôn các chị yêu ha. Đó, chị nào lười mang khẩu trang, lười mang bao tay, mấy chị vào đăng ký cho em nè. 190k cộng màu cộng số điện thoại cộng số ký cho mơ miêu là có đơn hàng các chị yêu ha. Rồi nhanh tay lẹ chân đi nào, ngày hôm nay được mơ miêu để mơ miêu được phục vụ mấy chị và đem đến mấy chị trải nghiệm sản phẩm này. Ok, 190k màu vàng chốt cho chị Anh Ngọc để riêng luôn các chị nè. Để riêng luôn nha, tại vì mẫu này mơ miêu không có nhiều còn nhiều. Mơ miêu chỉ còn có mỗi màu một cái thôi. À Tú Quỳnh ơi, màu vàng mơ miêu hết rồi chị nha. Chị Tú Quỳnh chọn màu khác giúp mơ miêu với. Các chị nào đăng ký theo cú pháp là 189k cộng màu cộng số điện thoại cộng số ký cho mơ miêu đầy đủ những thông tin đó, mơ miêu mới chốt đơn được nha các chị ha. Rồi bây giờ mơ miêu mặc màu xanh đen nè. Chị nào mà hơi mỏng mỉm mà khoảng tròn tròn á, mấy chị lấy cái màu tối này nè, mấy chị mặc á nó đẹp lắm các chị ha. Màu vàng Tú Quỳnh ơi, màu vàng mơ miêu hết rồi nha các chị nha. Màu vàng tông một màu mơ miêu hết rồi ạ. Rồi comment cho mơ miêu 190k đi các chị. Comment cho mơ miêu là 190k, tại vì hai mẫu 189 và 190k để mà các chị trải nghiệm sản phẩm bên em nè, phân biệt hai mẫu nha. Để mà nó lộn, mất công gửi hàng lộn mấy chị tội nghiệp mấy chị lắm và mà cũng tội nghiệp mơ miêu lắm các chị. Rồi ok đây nè các chị. Rồi ok, màu cam 190k chốt cho xì trâm Anh Ngọc. Anh Ngọc mơ miêu chốt cho chị rồi nha, để riêng cho chị luôn rồi. Rồi chị nào lấy cái màu xanh đen, các chị vào đăng ký cái màu xanh đen cho em nè. Mỗi màu mơ miêu chỉ còn có một cái thôi, nên chị nào ngày hôm nay đăng ký mẫu này là 190k cộng màu cộng số điện thoại cộng số ký cho mơ miêu là có đơn hàng các chị nha. Đó, nhanh tay lẹ chân thì còn và chậm tay thì hết nào. Nhanh tay lẹ chân thì còn và chậm tay hết, còn chỉ 4 cái duy nhất để mà mơ miêu ưu đãi cho mấy chị trong live ngày hôm nay nha. Rồi hôm nay dùng mẫu này của mơ miêu mặc đi xa, trời ơi nó đã vải dày mà mặc rất mát. Đúng rồi, mơ miêu chưa bao giờ nói điều nửa lời với khách hàng của chị. À hôm bữa Suri nhận cái mẫu này đúng không Suri? Rồi ok, chốt cho chị Trần Đan màu đỏ nè, nghĩa là màu xanh đen nè. Rồi ok, hết rồi, bây giờ là màu cam nè, màu xanh đen nè, để riêng luôn nè. Còn màu gì vậy Tú Quỳnh? Còn màu cam nè chị, còn màu cam nè, còn màu cam là được không ạ? Mặc xài bao nhiêu vậy? Em mặc là xài bao nhiêu ạ? Là sao size bao nhiêu hả chị? À, cái mẫu này là mơ miêu free size nha mấy chị ha. Khoảng tầm 40kg độ lên và 60kg độ xuống là mấy chị mặc vừa ạ. 40kg độ lên và 60kg độ xuống là mấy chị mặc vừa nha. Đấy, nên mẫu này mơ miêu chưa có ra size lớn thôi. Mẫu này là mơ miêu nó khoảng tầm là size XL đấy mấy chị. Size XL nha các chị hiểu ha. Rồi đây là còn màu cam nè. Rồi ok chị Anh Ngọc, lấy màu cam đi, đừng có đổi nữa nha các chị Anh Ngọc nha. Anh Ngọc ơi, anh Ngọc đừng có lấy màu, đừng có đổi nữa các chị. Chị nào giữ giùm em, tại vì mỗi màu mơ miêu có một cái thôi anh Ngọc nha. Rồi ok, mơ miêu chốt cho chị Tú Quỳnh màu cam rồi anh Ngọc ơi. Anh Ngọc giữ cái màu giúp mơ miêu với, đừng có đổi giùm em, tại vì đấy. Rồi chị anh
chị Anh Ngọc lấy màu vàng giùm Mơ Miêu nha. Rồi ok, à, lấy thêm màu cam hả? Hình như là còn một cái màu cam nữa. Chị Anh Ngọc comment thêm giùm Mơ Miêu với. Nghĩa Bỏ không có trúng, chị nào mà được ghim trên màn hình là mình mới nhận quà bên Mơ Miêu nha, Nghĩa Bỏ ơi. Rồi ok anh Ngọc nè, anh Ngọc lấy thêm á, anh Ngọc comment cho Mơ Miêu, tại vì Mơ Miêu còn một cái này, cái này cái nữa nè. Và hiện tại ok lấy thêm, Mơ Miêu biết rồi. Cái chị comment thêm là thêm, lấy thêm 189k màu cam giùm em đi, để Mơ Miêu để riêng cho mấy chị luôn ha. Rồi ok, vậy lấy màu vàng cũng được. Tú Quỳnh ơi, chị lấy màu cam đi, chị lấy màu cam đi, màu vàng chị lấy thêm một cái màu cam nữa chị ha. Rồi Tú Quỳnh nè, Mơ Miêu để riêng luôn, tại vì cái màu cam là Mơ Miêu còn hai cái, Mơ Miêu chốt cho Tú Quỳnh một cái màu cam, chốt cho chị Anh Ngọc một cái màu cam nữa nha. Rồi ok, màu xanh đen đó, màu xanh đen. Rồi ok, mẫu nào của shop rất đẹp, cảm ơn Linh Linh nha, dễ thương quá, màu xanh đen đó. Nghĩ Bỏ ơi, chị có hàng rồi nha, nếu mà chị comment theo cú pháp là 189k cộng màu, 190k cộng màu cộng số điện thoại là có hàng nha chị nha. Rồi ok, màu cam này đẹp lắm, ai cũng đang có cái màu cam, em cũng đang có cái màu cam đẹp lắm thiệt. Rồi có bán không chị? Dạ có nha, mẫu này Mơ Miêu đang giảm giá cho mấy chị mà. Tại vì trong giờ vàng này thì những cái màu tông màu này là Mơ Miêu hết rồi. Mơ Miêu xin phép là không có còn bán cái màu nữa nha. Bây giờ Mơ Miêu giảm giá cho mấy hoa văn cho mấy chị nè. À hay chị được chọn mới được chị. À Dương Ngọc ơi, cái này chị thích màu nào thì mình chọn mình đăng ký thôi các chị ha. Và ngày hôm nay 259 mà Mơ Miêu giảm cho mấy chị, chỉ còn 189k mẫu này thôi các chị ha. Ở Dương Ngọc, Thùy Dung, mình lấy ba cái dồn đơn, ok chị Anh Ngọc dồn đơn cho chị nha. Ok Mơ Miêu chốt cho chị nè, thứ nhất là một cái màu vàng, một cái màu cam và một cái hoa văn nha chị nha. Rồi mua bên Mơ Miêu 5 cái vải đẹp nên có người nhờ mua thêm. Mơ Miêu lên hàng tiêu UV đi. Tiêu UV hả? Tiêu UV là Mơ Miêu cũng còn mỗi màu một cái, một đợi em một tí xíu nha. Bây giờ Mơ Miêu lên cái mẫu này, chị nào muốn trải nghiệm mẫu này các chị vào trải nghiệm cho Mơ Miêu, rồi Mơ Miêu lên cái mẫu tiêu UV cho các chị nữa nha. Rồi bây giờ là cái mẫu màu hết rồi, mẫu màu là còn 4 cái là chốt cho những chị nào muốn chốt hết rồi các chị hiểu ha. Và bây giờ qua cái mẫu màu đi, quên nó đi, đừng có nhớ tới nó nữa. Bây giờ nhớ tới cái mẫu này nè mấy chị. Và mẫu này nó cũng như cái mẫu màu, nhưng mà nó đặc biệt một cái là nó có hoa văn rất là đẹp đó, nên các chị muốn lạ và đẹp, độc và lạ là lấy cái mẫu này cho em nha. Rồi mẫu này Mơ Miêu cũng còn mỗi màu một cái, nên chị nào mà đăng ký nhanh tay lẹ chân thì còn, và chậm tay thì hết. Tại vì mẫu này là 259k nhưng mà Mơ Miêu giảm trong khoảng 15 phút cho các chị đăng ký thôi, với giá là 189k cộng màu cộng số điện thoại cộng số ký cho Mơ Miêu là có đơn hàng đúng không ạ. Rồi 189k màu bơ nè, 189k màu vàng nha, 189k màu cam gạch, ở 189k màu môn các chị. À em có xem hàng trước khi nhận không Thanh Thanh? Ok nha chị nha. À Tiên Nguyễn ơi, có vaccine luôn ạ. Rồi ok Tú Quỳnh, Mơ Miêu chốt vàng cho chị rồi. Mơ Miêu chốt cam cho chị rồi nha. Mơ Miêu chốt cam màu cho chị rồi, để riêng cho chị luôn rồi ạ. À, màu cam cho chị rồi. Chúc đi các bạn, Tết đi chơi xa sướng. Cảm ơn Suri nha. Mai mốt Tết nó còn lên giá nữa các chị. Tết là Mơ Miêu không có giảm giá này nữa đâu, tại vì Mơ Miêu chỉ giảm trong cái khoảng thời gian này thôi. Và Tết này là Mơ Miêu không biết là cái nguồn hàng nó về, tại vì đợt Tết là đây là cái mùa rộ rồi đó, không biết là nó còn giảm giá nữa không, tại vì nếu mà nó tăng giá là Mơ Miêu không có giảm được. Ok chị Tú Quỳnh nè, chú Tú Quỳnh cứ yên tâm đi, Mơ Miêu có đơn hàng cho chị rồi. Mà chị nào mà Mơ Miêu nói là có đơn là yên tâm đi, có đơn dành cho các chị hết nha. Rồi mưa đã có ô, nắng đã có Mơ Miêu. Cảm ơn Suri nha. Trời ơi dễ thương dễ sợ không. Rồi ok mấy chị nè. Rồi áo tiêu UV có không cho mình xem anh Ngọc, đợi em một tí xíu. Mơ Miêu lên mẫu này cho các chị nào muốn xem cái mẫu chống nắng. Mơ Miêu lên, nếu mà lên nhiều quá bị rối á, một tí xíu mấy chị xem rối chết. Mẫu chống tiêu UV Mơ Miêu còn, và Mơ Miêu còn chỉ có mỗi màu một cái thôi các chị. Đây rồi, tình yêu nào thích cái màu nào vào đăng ký cho Mơ Miêu, tại khi mà Mơ Miêu qua mẫu rồi là Mơ Miêu không có quay lại mẫu này, và cũng không có còn giảm giá là 189k nữa các chị ha. Đó nên các chị nào muốn trải nghiệm mẫu này các chị vào đăng ký cho Mơ Miêu ha. Rồi nhanh tay lẹ chân thì còn và chậm tay thì hết nào. Rồi nhanh tay lẹ chân thì còn và chậm tay thì hết nào. Ok cho mình xem màu môn đây nè, mặc cái màu môn cho chị xem nè nha chị Thanh Thanh nha. Chị Thanh Thanh cứ yên tâm đi, chị mua hàng bên em, thứ nhất là bị lỗi dây kéo nè, bị lỗi sản phẩm là Mơ Miêu đổi 100% phần sản phẩm mới cho mấy chị. Thứ hai là Mơ Miêu sẽ cho các chị buồn ngủ quá Mơ Miêu
ơi rồi đợi em một tí xíu đi, rồi đợi em tí xíu luôn là được nha. Tại vì qua mẫu đây thôi nó bị lộn đó mấy chị, tại vì nó cùng giá với nhau, nó lộn giá, nó mệt lắm, lộn giá là gửi hàng lộn, tội nghiệp em lắm các chị. Rồi Thanh Thanh ơi, và hiện tại là Mơ Miu cho mấy chị kiểm tra hàng trước khi mà mình thanh toán nha. Đó nên các chị cứ mà yên tâm đi nào. Đó cứ mà yên tâm các chị đặt hàng bên em là đừng có thử đồ, đừng có thử giùm em là được rồi. Đó mấy chị kiểm tra hàng trước khi thanh toán là yên tâm, Mơ Miu cho các chị kiểm tra hết nha. Rồi đây nè các chị, đây các chị nhìn xem nè. Màu này là màu môn, là khoảng tầm 40kg độ lên và 60kg độ xuống là mấy chị mặc vừa. Đó nên chị nào ngày hôm nay mà muốn trải nghiệm mẫu này các chị vào trải nghiệm đi. Khi mà em qua mẫu rồi Mơ Miu không có quay lại mẫu này nữa, nên các chị thông cảm giùm em ha. Mẫu nào cũng đẹp, làm mọi người mua đi. Đẹp lắm mọi người mua đi. Ok cảm ơn chị Thanh Ngọc nha. Rồi mua đi Hồng Nhung hồ, ok lắm dạ. Mẫu này các chị yên tâm đi, Mơ Miu bảo hàng mấy chị mặc mấy chị đi nắng là ok rồi. Và đặc biệt một cái là chị nào đã trải nghiệm bên em là mấy chị sẽ quay lại mua 2-3 sản phẩm là chuyện bình thường. Tại vì Mơ Miu ở đây là cái sản phẩm chất liệu là Mơ Miu chất lượng là Mơ Miu đứng hàng đầu. Tại vì Mơ Miu lúc nào cũng muốn đem đến khách hàng của mình những cái sản phẩm chất liệu tốt để mà phục vụ mấy chị nha. Rồi ok chị Thanh Thanh lấy cho chị màu môn. Chị ơi chị đăng ký bạn bao 1m bao nhiêu, bạn bao nhiêu mét, bạn bao nhiêu ký, mét mấy bạn. À hiện tại là Mơ Miu 51kg, giờ lên 2kg rồi mấy chị, lên 2kg rồi. Và Mơ Miu cao 1m60 nha chị nha. Đó, hình là ở trên fanpage là của Mơ Miu chụp đấy. Hình là của em chụp đấy, nhưng mà tại vì ở nhà chụp Mơ Miu không có thuê người và ở nhà cũng là tự đi chụp hết. Và hiện tại là Mơ Miu khi mà Mơ Miu livestream hay là Mơ Miu đi chụp mẫu đều là tự một mình em hết, bởi nên em rất là bận, Mơ Miu không có thời gian để mà Mơ Miu like nhiều, tại khi mà khi nào mình có thời gian nhiều Mơ Miu mới giảm giá cho mấy chị, mới like cho mấy chị được ha. Rồi ok, chị Thanh Thanh nè, chị Thanh Thanh giúp Mơ Miu comment cho em để mà Mơ Miu phân biệt cái mã hàng để mà Mơ Miu gửi hàng cho mấy chị. Rồi, chị Thanh Thanh comment cho Mơ Miu với. Chị Thanh Thanh comment cho Mơ Miu là 189k cộng màu cộng số điện thoại cộng số ký giùm em ha. Chị làm như vậy để mà Mơ Miu dễ phân biệt cú pháp á. Chị Ngọc Anh Nguyễn hả? 60kg cao 1m55 vừa không? À nếu mà chị cao 1m55 nặng 60kg thì trên cái vòng eo mình nó hơi to thì chị mặc nó hơi ôm nha chị nha. Đó, 60kg cao 1m55 thì cái vòng eo mình nó hơi tròn á. Nó hơi tròn một tí xíu thì mình mặc nó hơi ôm nha chị nha. Rồi ok luôn, Thanh Thanh comment giúp em với. Chị comment cho em là 189k cộng màu cộng số điện thoại cộng số ký giùm em để mà dễ Mơ Miu phân biệt đơn hàng cho mình ha. Tại vì hồi nãy hai mẫu giống nhau nên Mơ Miu sợ là gửi hàng lộn cho mấy chị, tội nghiệp mấy chị và cũng tội nghiệp em nữa. Rồi ok mấy chị chịu khó làm giùm em nha. Rồi ok tí chụp, tự chụp thiết kế, tự may, tự lay. Chắc dầu chốt quá Mơ Miu, trời ơi. Dầu đâu không thấy mà thấy cực đây nè. Dầu đâu không thấy mà thấy cực mà like mà mấy chị không xem nữa. Và chốt và tặng quà mấy chị mà còn phải năn nỉ nữa, buồn ở đây nè, buồn mấy ngày nay luôn á. Rồi ok. Ok chị cao 1m7 nặng 60kg là chị mặc đẹp nha chị Thanh Thanh ha. Rồi màu bơ, màu môn, Mơ Miu lấy cho chị hai cái là có dây kéo túi trong không? Dạ có nha. Đây nè các chị, đây nè các chị xem nè. Mơ Miu cho mấy chị xem hết luôn. Các chị, Mơ Miu cho mấy chị xem từng chi tiết của áo luôn các chị. Đấy. Và đặc biệt một cái là mẫu này nè mấy chị nhìn xem nè. Và đặc biệt mẫu này là túi trong Mơ Miu có hai lớp luôn mấy chị, bỏ điện thoại màn hình to luôn. Đấy các chị nè, đấy các chị nhìn xem nè. Đó nên các chị nào mà trải nghiệm mẫu này các chị vào trải nghiệm mấy chị biết liền hả mấy chị. Tại vì Mơ Miu nói giới thiệu nhiều quá mấy chị cũng không tin đâu, để mà mấy chị cảm nhận, tự mặc vào, tự xem là các chị đã biết cái sản phẩm của Mơ Miu như thế nào. Tại vì em ở đây em mặc em rồi, em cảm nhận rồi và Mơ Miu chia sẻ cho mấy chị, sợ nhiều khi Mơ Miu nói nhiều quá mấy chị không tin, nhưng mà để cho mấy chị mua thử, mấy chị cảm nhận bên em mấy chị biết ha. Rồi ok nè, bây giờ Mơ Miu qua mẫu nha. Bây giờ Mơ Miu mặc cái màu cam xong Mơ Miu qua mẫu nè, mẫu tiêu UV cho mấy chị luôn. Đấy, bây giờ Mơ Miu qua mặc cái màu cam xong rồi Mơ Miu qua mẫu tiêu UV cho chị để mà mấy chị đợi lâu nè ha. Lần đầu mua bên shop của em. Dạ, Mơ Miu cảm ơn chị Thanh Thanh nha. Thì chị Thanh Thanh lần đầu, các chị Thanh Thanh cứ mà trải nghiệm đi à. Còn không, chị Thanh Thanh cứ hỏi là những chị trong cái live này là chị, các chị là chị nào mua hàng của Mơ Miu nhiều nhất thì mấy chị sẽ comment cho mấy chị. Và hiện tại là Mơ Miu Rồi ok anh Ngọc, đợi em tí xíu nè. Ok, chốt cho chị Hồng Phi Phạm màu môn nha. Rồi bây giờ nè, tình yêu nào lấy các chị đăng ký giùm em nha. Bây giờ Mơ Miu qua mẫu tiêu UV nè. Bây giờ Mơ Miu qua mẫu tiêu UV nha chị ha. Đấy, màu cam rất là đẹp luôn các tình yêu ơi.
40kg đổ lên và 60kg đổ xuống là mấy chị mặc vừa. Chị nào cao 1m7 là mặc ok luôn các chị yêu ha. Và chị nào ví dụ như cao 1m55 là chị mặc nó hơi ơn một tí xíu, tại vì cái vòng eo mình nó hơi tròn một tí xíu á. Hơi tròn một tí xíu thì mình mặc nó hơi ôm thôi. Đó nên chị nào ngày hôm nay chưa có mẫu này, cái chị vào đăng ký giùm em. 5 cái có tính xỉ không bạn? À, anh Ngọc ơi, Mermil nói giá lẻ bằng giá xỉ rồi các chị nha, thông cảm giùm em. Tại vì giá này là Mermil nói, là Mermil nói thật sự với chị luôn. Ở đây là Mermil bán không có lời, nhưng mà tại vì đứng ở đây để mà Mermil giảm giá cho các chị, để mà các chị trải nghiệm bên em ha. Rồi ok, cảm ơn Suri Đặng nha. Chúc Mermil bán đắt nha. Em đi tắm mới làm về, nói thấy thương quá. À, nói chuyện với Mermil cho đỡ ghiền đó. Ok các chị nào, cảm ơn Suri Đặng rất là nhiều. Rồi bây giờ nè, chị nào đăng ký giùm em nha. Mermil xin phép là Mermil qua mẫu các chị yêu ha. Đấy. Còn màu nào nữa không? Tuấn Trang ơi, Mermil còn bao nhiêu màu nè? Những cái màu kia Mermil hết rồi. Mermil còn 3 màu mấy chị. Đấy. Và ngày hôm nay mẫu này Mermil không có nhiều hàng. Mermil còn màu cam nè, Mermil còn màu bơ nè, Mermil còn màu vàng. Thì đồng giá là 189k. Chị nào muốn trải nghiệm mẫu này, các chị vào đăng ký cho Mermil, tại vì cái hoa văn này đẹp lắm mấy chị. Cái hoa văn này là về đợt sâu của cái đợt màu, nhưng mà cái hoa văn này là mẫu mới luôn của cái mẫu này các chị ha. Và nó hội tụ đầy đủ những chức năng mà chị em phụ nữ chúng ta đang cần. Bởi nên trời nắng này là mấy chị đi mẫu này là đứng số 1 luôn các chị yêu ha. Rồi ok, Tuấn Trang đăng ký giùm Mermil nè, để Mermil qua mẫu là Mermil không nhận đơn nữa nha. Bây giờ là chuẩn bị Mermil qua mẫu cho các chị nè. Rồi, còn xanh không? Đây nè. Đây nè chị, xanh này là xanh bơ. Màu này là màu xanh bơ nè. Mermil chốt cái xanh bơ cho màu xanh bơ này còn nha chị nha. Màu xanh bơ này đẹp lắm. Rồi, chị Tuấn Trang đăng ký cho Mermil là 189k. Màu xanh bơ cộng số điện thoại cộng số ký cho Mermil ha. Bây giờ Mermil qua mẫu tiêu UV nè. Rồi, Tuấn Trang ơi, Tuấn Trang đăng ký giúp Mermil là 189k cộng màu xanh bơ cộng số điện thoại cộng số ký giùm em nha. Rồi nhanh đi các chị. À, để mà Mermil qua mẫu nè các tình yêu ơi. Và mẫu TUV này Mermil cũng còn là 6 màu à, 6 cái duy nhất. À, mỗi màu này Mermil chỉ còn một cái thôi, tại vì hàng này Mermil hết rồi, Mermil không có về. À, Mermil không biết khi nào mà về nữa, thì cái mẫu này Mermil đem vào livestream. Ok, chốt cho chị Tuấn Trang nè. À, màu xanh bơ. 1m48 nặng 55kg. Ok, chị là chị mặc đẹp luôn á. Rồi bây giờ Mermil xin phép là Mermil qua mẫu nha. Là cái mẫu kia Mermil không có còn giảm giá nữa, thì bây giờ Mermil tới mà giảm cho các chị mẫu này. Rồi ok chưa ạ? Rồi chuẩn bị nha các chị yêu ha. Thì cái mẫu này, mẫu này đặc biệt là mẫu chuyên về chống tia UV và tia cực tím. Thì cái mẫu này ngày hôm nay là Mermil còn có 3-6 màu, còn 6 cái thôi. Thì rồi cảm ơn chị Trúc Quỳnh Đặng nha. Chào chế, em nhận được hàng rồi, quá đẹp, quá ưng ý. Cảm ơn Mermil, dạ. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Khi mà Mermil được phục vụ mấy chị những sản phẩm đẹp là Mermil cảm ơn các tình yêu rất là nhiều luôn ạ. Và hiện tại là để mà đây là động lực để Mermil càng ngày càng thêm những chất liệu sản phẩm đẹp hơn để mà phục vụ mấy chị hơn nữa ha. Đó nên các chị nào mà nhận hàng đẹp rồi, nhớ cho Mermil lời feedback trên fanpage nha. Lời phản hồi trên fanpage để mà Mermil thêm động lực nữa các chị. Ok, Mermil cảm ơn chị Trúc Quỳnh Đặng ạ. Rồi ok chị. Rồi bây giờ Mermil có 6 màu thôi. Thì mẫu này có giá là 249k. Ở ngày hôm nay Mermil nói lộn, là 259k. Thì ngày hôm nay, đó ngày hôm nay Mermil cho các chị trải nghiệm sản phẩm này trong live này dành cho 6 chị đăng ký nhanh nhất với cú pháp là 190 cộng màu cộng số điện thoại cộng số ký cho Mermil là có đơn hàng nha. Tại vì cái mẫu này đặc biệt một cái là cái mẫu kia là mẫu chuyên về chống nắng, thì cái mẫu này là Mermil chuyên về chống tia UV và tia cực tím. Thì ngày hôm nay chị nào ngày hôm nay mà chưa có cái em chống tia UV và tia cực mặc cho mình xem đi. Ok chị Anh Ngọc, đợi một tí xíu. Và mẫu này là mẫu chuyên về chống tia UV và tia cực tím để mà bảo vệ da mấy chị khi mà đi với những cái ánh nắng tia UV và tia cực tím, nó sẽ không làm tổn hại da của mình. Thì đây là cái mẫu này rất là đẹp luôn các chị. Đấy, mẫu này Mermil về cũng cháy hàng luôn mấy chị. Nó với màu chống nắng là không còn cái nào luôn, mỗi màu chỉ còn có một cái duy nhất. Lại đi hả? Đấy, rồi ok, lại đi. Rồi ok các tình yêu nè,
Và mẫu này là cô tông là đứng hàng đầu mấy chị. Cô tông mềm lắm các tình yêu ơi, mặc đúng sướng luôn các chị nha. Đấy, màu này là màu vàng nè, màu này là màu vàng. Và đặc biệt cái mẫu này, đấy, và đặc biệt mẫu này là quá đẹp luôn các tình yêu ơi. Đấy. Rồi ô tiêu V màu hồng, Momiu chốt cho chị Trần Đan nha. Rồi ok Tú Quỳnh nè, Tú Quỳnh comment lại cho Momiu với chị. Rồi ok em cảm ơn chị Trúc Quỳnh Đặng nha. Rồi ok chị Tú Quỳnh, Tú Quỳnh đăng ký cho Momiu nè. Tại vì chị comment như vậy Momiu không biết cái mẫu nào. Các chị nhớ là 190k tiêu UV màu gì á mấy chị, để Momiu phân biệt, để mà Momiu chốt đơn cho mấy chị ha, cho nó dễ luôn các tình yêu ơi. Đấy và chất liệu cô tông nè, Momiu xay một vòng cho các chị xem đẹp lắm các chị. Cô tông này đẹp lắm, 40kg độ lên mà 60kg độ xuống là mấy chị mặc vừa. Đằng sau là đây là những cái điểm nhấn của một cái áo mình mặc lên, nó tạo điểm nổi bật của một cái áo các chị. Khi mà các chị mặc vào á, các chị sẽ thấy là những cái điểm nổi bật của cái áo này lên rất là sang chảnh luôn các chị. Và nắng sẽ không làm ăn cổ của mình ha. Ok, Momiu chốt tiêu UV màu vàng cho chị nha. Túng Trang là 190k màu. Màu muối tiêu là màu gì chị? Đây là màu xám nha. Nè, Momiu đọc màu cho mấy chị xem nè. Dạ 60kg mặc vừa nha chị Thu Thảo nha. 189k màu hồng dâu, 189k màu cà phê, 189k màu xám nè, trắng nè, 189k màu min và 189k màu xám đông chuột nha chị nha. Ok, gom đơn 3 cái nha Momiu. Ok chị, chốt cho chị nha. Rồi dồn đơn màu hồng nha chốt. Màu hồng hết rồi chị nha. Chị Anh Ngọc, màu hồng nãy ai chốt màu hồng rồi? Đợi em một tí xíu. Chị Trần Đoan chốt màu hồng rồi nha chị. Chị Anh Ngọc ơi, chị Anh Ngọc lựa màu khác giúp em với. Tại vì mỗi màu Momiu có một cái thôi. Hàng này Momiu không còn, không biết khi nào về hàng nữa. Tại vì Momiu không dám nhận đơn. Thì mỗi màu có một cái thôi. Anh Ngọc chốt chọn màu khác giúp em với. Tại vì màu hồng đã chốt rồi. Thanh Thanh nè, màu hồng Momiu hết rồi nha. Màu hồng này Momiu hết hàng rồi. Momiu để riêng nè các chị. Màu hồng hết hàng rồi, lấy cái màu khác giùm Momiu hết. Momiu chốt cho chị màu cà phê luôn nha chị Nguyên Lê ơi. Chị Nguyên Lê comment cho em nè. Rồi ok, chốt cho chúng Túng Trang màu xám nè. Màu xám trắng hay là màu xám đông chuột ạ? Anh Ngọc ơi, chị Thanh Thanh ơi, cái màu hồng Momiu hết rồi nha chị nha. Rồi ok chị Anh Ngọc, các chị comment lại cho Momiu là 189k cộng màu cộng số điện thoại giùm em. Chị Túng Trang có hai màu xám lông chuột và màu xám trắng, chị lấy cái màu xám nào để Momiu để riêng cho mình luôn ạ? Màu xám trắng và màu xám lông chuột, Túng Trang lấy màu nào Momiu để riêng cho các chị luôn. Nè, đây là màu xám trắng nè. Đây là màu xám trắng nè. Và đây là màu xám lông chuột nè. Màu xám lông chuột Túng Trang để riêng cho chị luôn nha. Rồi ok. Nguyên Lê hả? Nguyên Lê lấy màu gì ta? Nguyên Lê đâu rồi? Nguyên Lê lấy màu cà phê để cho chị Nguyên Lê luôn nha. Màu cà phê để riêng cho chị Nguyên Lê luôn. Rồi ok, để Nguyên. Rồi ok chị Anh Ngọc nè, chị Anh Ngọc chị lấy cái màu xanh gì ạ? Màu xanh đúng không ạ? Màu xanh min nha, chốt cho chị Anh Ngọc nha. Chị Anh Ngọc màu xanh min, chị Anh Ngọc comment giúp em với. Chị Anh Ngọc comment giúp em là 190k cộng màu cộng số điện thoại giùm em với để mà nó không có rút đơn của mấy chị lại. Ok, lấy màu xanh cho chị luôn nè. Rồi, bây giờ Momiu còn một cái màu vàng. Rồi ok, màu cà phê đẹp, đẹp lắm nha chị đó. Cái đó dày, chị kéo trong không em? Dạ có luôn Túng Trang nha. Nguyên Lê ơi, chị đợi em một tí xíu, Momiu mặc lên cho chị xem nè. Và mẫu này cũng 6 túi luôn chị ha, dây kéo đẹp lắm, dây kéo túi trong luôn các chị. Và mẫu này là các chị đựng điện thoại màn hình to là vô tư luôn các chị yêu ha. Mẫu này là đều 6 túi hết các chị. Đấy, bao hàng mấy chị mặc luôn từ A tới Z luôn mấy chị yêu nha. Đó, 40kg độ lên và 60kg độ xuống là mấy chị mặc vừa ạ. Đó, nên các chị cứ yên tâm. Hàng của Momiu ít nhất là 4 túi, nhiều nhất là 6 túi mấy chị yêu ha. Rồi bây giờ Momiu còn một cái màu vàng. Rồi ok, màu vàng chốt cho chị Tú Quỳnh rồi, để riêng luôn. Còn một cái màu xám trắng nào, ok Tú Quỳnh. Rồi ok, chốt cho chị hết nha. Rồi bây giờ còn một cái màu xám trắng nè, chị nào lấy cái xám trắng chốt luôn. Tú Quỳnh ơi, Momiu chốt cho chị cái màu vàng rồi nha. Ok, thấy rồi, cảm ơn tình yêu của Momiu ạ. Rồi bây giờ nè, các chị nhìn xem nè. Và đây ạ. Rồi ok anh Ngọc, chúc chị ngủ ngon ngày mai. Ngày mai Momiu sẽ ngày mai. Rồi ok, lấy xám luôn hả chị Tú Quỳnh? Chốt xám cho Tú Quỳnh luôn nha. Đợi em một tí xíu nè. Ok, chốt vàng, lấy xám luôn nè.
chốt vàng cho chị Thanh Thanh, chốt vàng cho chị Thu Thảo nha. Rồi ok, rồi bây giờ là mơ miu hết rồi nha các chị ha. À mơ miu còn ba cái này nữa nè các chị nào. À rồi bây giờ mơ miu còn ba cái này nữa nè. Chị Tú Quỳnh comment giúp mơ miu là 190k cộng màu xám cộng số điện thoại cộng số ký cho mơ miu nha. À, chị Trúc Quỳnh giúp em với để mà mơ miu không có bị lộn cái mã, tại vì cái mẫu này nó giống nhau. Dạ có vàng cho chị Tú Quỳnh nha. Tú Quỳnh ơi có vàng cho chị nha, mơ miu chốt cho chị rồi. Ở nên chị nào mơ miu nhận đơn là còn đơn cho mấy chị ha. Tú Quỳnh mơ miu đã dành màu vàng cho chị rồi nha. Đó nên chị nào ngày hôm nay mơ miu chốt màu là có các chị ha. Đó tại vì mơ miu còn như rồi ok chốt cho chị tiêu về màu xám nè. Thì bây giờ nè các chị, mẫu này là mơ miu còn ba cái nè, mà cái mẫu này mơ miu không còn về hàng nữa, và mẫu này mơ miu hết cây vải luôn rồi, mơ miu không còn về hàng nữa. Và mẫu này là mẫu 6 túi các chị ha, mẫu này là khoảng tầm 45kg độ lên và 68kg độ xuống là mấy chị mặc vừa. Coi màu hồng chi UV ở ấy để coi còn màu hồng chi UV không ai lấy thì để cho chị nha em. Dạ rồi chị Thanh Thanh. Mơ miu để cho chị màu vàng rồi đó, để mơ miu xem coi màu hồng hết rồi nha chị nha. Chị ơi màu hồng hết rồi, chị lấy màu vàng giúp em với cái chị, tại vì màu vàng mơ miu còn ba cái lận đấy, màu vàng mơ miu còn ba cái nên chị lấy cái màu hồng. Chị cái màu hồng là mơ miu hết rồi, cái chị lấy qua màu vàng giúp em nha. Màu vàng cũng đẹp lắm chị đấy, mai mốt nó về hàng lại chị nó về hàng lại thì chị săn thêm một cái màu hồng nữa nào. Ok chị Thanh Thanh cảm ơn chị rất là nhiều. Và ngày hôm nay là mơ miu còn cái mẫu này nữa chị. Cái mẫu này mà chị nào khoảng tầm 68kg độ lên và 45kg độ lại, tại vì còn có 3 cái thôi, mơ miu đem ra mơ miu cho các chị trải nghiệm luôn. Và mẫu này mơ miu bán với giá là 190k. Nếu có hồng thì lấy luôn em. Dạ rồi chị Thanh Thanh à, có luôn, mơ miu chốt cho chị luôn ha. Rồi ok. Thì cái mẫu này nè các chị nào ngày hôm nay trong live ngày hôm nay và nón cực to luôn, mơ miu dành tặng cho các chị để mà các chị trải nghiệm sản phẩm anh em nha. Và mẫu này có giá là 190k nhưng mà mơ miu còn 3 màu. Mơ miu giảm giá cho mấy chị chỉ còn là 139k, 3 màu duy nhất. Chị nào comment cho mơ miu là 139k cộng màu cộng số điện thoại cộng số ký cho mơ miu là có đơn các chị hiểu ha. Đấy, cái mẫu này đẹp lắm mấy chị, cô tông dày lắm mà tại vì cũng còn 3 cái thôi. Và thì hiện tại là kho hàng của mơ miu á nó kho hàng mơ miu nó bị sót còn lại 3 cái thôi các chị. Đó nên chị nào muốn trải nghiệm mẫu này là ngày hôm nay mơ miu ưu đãi giá cực rẻ cho mấy chị trải nghiệm luôn ha. 190k mà mơ miu giảm giá cho mấy chị chỉ còn 190. Ok trời ơi, em chốt cho chị hồng phi vạn màu 139k nha, rất đẹp mấy chị. 45kg độ lên và 68kg độ xuống là mấy chị mặc vừa nè, nón bao đẹp luôn. Hàng này là em nói thật với mấy chị luôn, mấy chị yên tâm, mấy chị mặc không có còn sợ bị Thanh Thanh ơi. Rồi màu hồng hết rồi, ngưng lại Cẩm Tú. Ngưng lại mỗi màu có một cái thôi Thanh Thanh à. Màu hồng hết rồi, đây là màu da nè. Cái màu mơ miu đang mặc là màu da nè, màu em đang mặc là màu da nha. Còn cái màu hồng đậm là mơ miu chốt cho chị hồng phi phạm rồi. Ở cái chị tôn trọng luật chơi mơ miu ha, chị nào mà đăng ký đầy đủ cú pháp 139k màu hồng đậm cộng số điện thoại là có đơn nha. Đó ngày hôm nay rồi ok. Ngọc Tú là Ngọc Tú màu hồng nào, màu này là màu da nha, còn màu này là màu vàng đấy các chị, màu này là màu vàng còn màu này là màu da các chị đấy. Nên chị nào muốn đăng ký trải nghiệm các chị vào đăng ký cho mơ miu. Ok Ngọc Tú màu da nè, để riêng màu da cho chị nè. Mẫu này đẹp lắm mấy chị, tại vì ngày hôm nay còn có mấy cái nên ưu đãi giá cực sốc cho các tình yêu luôn. Chứ thật ra là mẫu này mơ miu, thật ra mẫu này là lúc trước đó mơ miu bán 190k mà mơ miu bán gần 10.000 đơn hàng, 10.000 áo mấy chị. Tại vì hàng này, cây vải này nó vớt về luôn rồi, nó không còn cây vải này nữa và nó không còn ra mẫu này nữa. Đó nên ngày hôm nay còn 3 cái duy nhất ưu đãi cho khách hàng của mình. Chúc mơ miu ngủ ngon, em không mua, chia sẻ nhiều cho mơ miu rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Vì thích mơ miu like quá, cảm ơn Linh Linh nha, dễ thương quá à. Không sao cả, rồi ok, chốt cho chị Thanh Thanh màu vàng luôn nè, đấy. Cảm ơn Linh Linh và chúc Linh Linh ngủ ngon nha. Rồi chúc Linh Linh ngủ ngon, đây là màu vàng nè mấy chị, rất đẹp luôn các tình yêu ơi. Đấy mấy chị nhìn xem nè, quá đẹp luôn. Và form này nó rộng lắm mấy chị, form này là khoảng 68kg là mấy chị mặc vô tư luôn. Em bao hàng mấy chị mặc luôn đấy các chị. Đấy đấy, rất là rộng. Đây là cô tông dày dặn, cầm nặng tay nhưng mà không hề bị nóng các chị nha. Rồi ok các tình yêu nè. Đó ngày hôm nay mơ miu chốt cái màu vàng cho chị Thanh Thanh luôn các chị. Mơ miu chốt cái màu vàng cho chị Thanh Thanh luôn nha.
Rồi Momiu để riêng cho các chị luôn nè. Rồi tình yêu nào muốn tăng hàng nữa không? Momiu coi còn cái mẫu nào, còn hai cái Momiu chốt luôn. Tại vì thường cuối những cái livestream này nè, thường cuối những cái livestream này riêng em mất rồi. Em cảm ơn chị Thanh Thanh nha. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Ghiền em, ghiền áo khoác của em là được rồi. Ghiền em là em không có đáp ứng được đâu đó nha. Rồi đây mấy chị, Momiu cũng còn hai cái này nữa nè. Tại vì càng về sau này Momiu còn những cái mà sót lại sai một cái á, Momiu hay lấy ra Momiu ưu đãi cho mấy chị giá sốc lắm. Bởi nên các chị nào mà biết ý của em ở lại cuối livestream của em săn hàng với em là các chị từ săn giá rẻ tới giá rẻ à mấy chị yêu ha. Rồi ok các tình yêu nè. Rồi, và mẫu này. À mẫu này đặc biệt là cũng là cô tông mấy chị yêu ha, chất liệu cô tông luôn. Nhưng mà form này thì nó nhỏ hơn cái form hồi nãy một tí xíu. Form này là khoảng tầm 40kg độ lên và 60kg độ lại là mấy chị mặc vừa. Và em này là cũng còn hai cái duy nhất. Tại vì hàng này Momiu không có còn về mẫu nữa. Và hết cây cô tông luôn rồi. Và đặc biệt các chị thích tới đâu các chị kéo tới đó nè. Và nắng sẽ không có làm ăn da chúng mà ăn da của mình. Và đặc biệt cô tông nó mềm mại lắm mấy chị. Thì mẫu này có giá là 185k. Nhưng mà ngày hôm nay Momiu còn hai cái này, Momiu xả luôn. Momiu xả hàng với giá là 129k. Thì Momiu có hai màu. Chị nào đăng ký cho Momiu với cú pháp là 129k cộng màu cộng số điện thoại cộng số ký cho Momiu là có đơn hàng các chị ha. Ngày hôm nay 185 giảm giá chỉ còn 129k, còn hai cái duy nhất. Và hàng này hết luôn rồi. Ở ngày hôm nay Momiu chỉ còn hai cái thôi. Bởi nên chị nào mà muốn trải nghiệm sản phẩm này, tại vì cái mẫu này đẹp lắm mấy chị. Cái mẫu này là chất liệu cô tông, mai mốt các chị kiếm lại không có đâu. Và cô tông em này nó mềm cực kỳ mềm luôn. Đợt mà Momiu có hàng về rồi, đủ hàng luôn á, Momiu bán sạch sành sanh, Momiu không còn cái nào và sót lại còn hai cái duy nhất thôi. Bởi nên chị nào lấy cái mẫu này Momiu chốt cho mấy chị với giá là 129k. Tại vì 185 nhưng mà bây giờ giảm giá còn hai cái duy nhất để cho các khách hàng của mình trải nghiệm chất liệu bên em. Chốt cho chị Hiền Thanh màu tím nè. Rồi ok chị luôn. Bây giờ còn một cái màu hồng phấn nè, chị nào lấy Momiu chốt luôn mấy chị. 40kg độ lên mà 60kg độ xuống là mấy chị mặc vừa. Nên chị nào ngày hôm nay trải nghiệm sản phẩm này các chị vào đăng ký cho Momiu ha. Tại vì càng về cuối này Momiu có nhiều mẫu đẹp lắm mấy chị. Có nhiều mẫu còn hai cái nào Momiu sót lại Momiu cho các chị săn hàng giá rẻ luôn. Rồi ok mấy chị ơi, vào săn hàng giá rẻ đi nào. Và Momiu còn một cái màu hồng này nữa, chị nào lấy hàng 129k màu một em nó mềm mại. Khi mà mấy chị mặc á, cô tông nó rất là sướng mấy chị yêu ha. Đây nè, em đứng cho mấy chị xem nè. Đấy, quá đẹp luôn mấy tình yêu ơi. Mà mấy chị bỏ lỡ cơ hội này tiếc lắm nha, tại vì còn có một cái thôi. Chị nào lấy Momiu chốt luôn mấy chị ạ. À. Và 129k một mẫu em quá đẹp như thế này mà bỏ lỡ cơ hội là tiếc lắm nha. Rồi ok, tình yêu nào đăng ký giùm em nè, để Momiu khép lại livestream mấy chị. Và Momiu khép lại mấy livestream luôn nha. Rồi ok, tình yêu nào mà còn một cái này nè, lấy giùm Momiu luôn đi các chị. Tại vì để mà cho các chị trải nghiệm chứ không gì hết. Và một giá 129k là giá Momiu ưu đãi giá rẻ cho mấy chị, để mấy chị trải nghiệm sản phẩm anh em, chứ không phải là Momiu bán cho mấy chị đại đâu. Và hiện tại mẫu này cũng không bị lỗi hàng đâu các chị ha. Và mẫu này Momiu cũng còn một cái để cửa hàng bán được, nhưng mà tại vì muốn đem lên livestream cho các chị trải nghiệm với sản phẩm này thôi. Và mai mốt cái mẫu này mà các chị kiếm cũng không có lại đâu, tại vì nó hết hàng rồi. Còn con cái duy nhất à. Rồi ok các tình yêu nè, chị nào lấy cái màu hồng này luôn cho em đi. Momiu chốt cho mấy chị luôn nè. Đấy. Rồi. Nếu mà chị nào không chốt cái mẫu này, Momiu khép lại livestream nha. Tại vì cái mẫu này là Momiu không có còn giảm giá nữa, Momiu chỉ giảm trong live thôi. Và ngày hôm nay Momiu cảm ơn mấy chị đã tham gia livestream của Momiu từ hồi đầu đến bây giờ. Và Momiu xin phép. Rồi ok, chị Hiền Thân, cảm ơn chị. Chị Hiền Thân là chị săn hàng của Momiu nhiều nhất đó mấy chị. Và chị Hiền Thân ghiền Momiu rồi. Cảm ơn chị Hiền Thân rất là nhiều nha. Rồi bây giờ Momiu xin tạm biệt mấy chị và hẹn mấy chị vào ngày mai để mà mình cùng nhau săn hàng mới nha. Hàng mới về nhiều lắm các chị. Hàng mới về nhiều lắm mà Momiu không kịp để mà Momiu làm cho chị thôi. Rồi ok Ngọc Tú, Momiu chúc chị Ngọc Tú ngủ ngon nha. Rồi xin tạm biệt mấy chị nè, xin tạm biệt các tình yêu của Momiu và chúc mừng các chị được một buổi tối thật là hạnh phúc bên gia đình. Một buổi tối thật là ngủ ngon ha, mai gọi chị địa chỉ nha. Rồi ok chị, ngày mai bên bộ phận bên Momiu sẽ inbox cho mình á. Chị xem tin nhắn để mà chị cho cái địa chỉ của Momiu gửi hàng cho chị ha. Sáng mai Momiu sẽ chốt đơn sớm cho các tình yêu ạ.
ạ. Rồi ok, Mommy xin chào chị Nghĩa Bỏ nè. Rồi xin chào mọi người. Bây giờ còn một cái 129k, chị nào lấy Mommy chốt luôn mấy chị. Đẹp lắm. Mommy cảm ơn chị Trần Đoan nha. Trần Đoan, Thanh Đan. Tại vì kêu á, bắt đầu kêu nó dài quá, cái bắt đầu sợ kêu lộn nên mấy chị buồn nên không dám kêu. Phải đánh dần cho kỹ mới kêu được. Rồi ok mấy chị, xin tạm biệt mấy chị và hẹn mấy chị vào ngày mai mình live tiếp ha. Rồi xin tạm biệt nè.